Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị. Video này mình muốn chia sẻ một tí về quyền lợi an sinh xã hội, ngừng thu thuế an sinh xã hội, ai được lợi, ai bị thiệt và tiền hưu trung bình là bao nhiêu vài chục năm qua. Đây là câu hỏi của một quý vị hỏi. Ha. À, mình muốn kết hợp vài cái con số rồi sẽ đi thêm về cái đề tài này một tí. Ngừng thu thuế an sinh xã hội. Thì cái đề tài này quý vị cũng nghe. Không có liên quan đến cái thuế mà mình làm việc. Mà mình đóng nha. Không phải là cái thuế mà an sinh xã hội mà mình có cái thu nhập từ việc làm qua cái mẫu W2 hay là chín mà hiện thời bây giờ đó thì cái thuế an sinh xã hội tổng cộng là 12.4 phần trăm có thể mình đóng một nữa bởi vì mình làm có cái thu nhập qua cái mẫu W2 nhé thì khi mình đóng những cái thuế này đó thì ví dụ như mình đến tuổi hưu mình có 40 tính chỉ thì mình có thể lãnh được tiền hưu từ hồ sơ của mình hoặc là một số quý vị à, uh, không có đủ tính chỉ thì có thể lãnh theo hồ sơ của vợ hay chồng mà có đủ tính chỉ như vậy hoặc là mình có thể lãnh tiền bệnh qua chương trình SSDI uh, tiền góp phụ vân vân thì mình không phải nói về cái 12.4 phần trăm cái thuế này là nên ngừng ha mà cái đề tài quý vị thường nghe trong thời gian qua đó là liên quan đến là khi mình làm việc mình đã đóng cái thuế này rồi hoặc là vợ hay chồng mình đã đóng thuế này rồi 12.4 hoặc là 6.2 phần trăm rồi khi mình lãnh thì cái tiền mình đó, lãnh được có nghĩa là tiền an sinh xã hội nha không phải là ssi ha quý vị đó. thì bao gồm tiền hưu tiền bệnh qua chương trình ssdi tiền gói phụ vân uh, vân cái tiền gì mà liên quan đến tính chỉ đó. thì cái này quý vị cũng nghe đó, là được kêu gọi là nên ngừng thu cái thuế này bởi vì tiền mà mình lãnh là qua cái sự đóng thuế rồi mới lãnh. Rồi bây giờ mình lãnh có đóng thuế hay không là tùy theo tổng thu nhập mình có và cái bảng này mình cũng có thường dùng để chia sẻ cho quý vị, à, chia sẻ với quý vị là mình lấy phân nửa cái tiền an sinh xã hội mình lãnh trong năm rồi cộng với những thu nhập khác mà mình phải chịu thuế. Ví dụ như là mình đi làm thêm mình có thu nhập đó rồi cộng vào à, những thu nhập nào khác chẳng hạn như là mình có cổ phiếu hay là 401k IRA hay là cái này cái nọ rút ra mà phải chịu thuế. Ở thời điểm đó thì cộng lại coi tổng thu nhập mình có trong năm là bao nhiêu. Mình khai thuế độc thân hay là vợ chồng. Thì độc thân trên 25.000 hoặc là trên 34.000. Vợ chồng thì trên 32 hoặc là trên 44 thì có thể từ 50 cho đến 85%. phần trăm cái tiền của mình lãnh tiền sinh xã hội lại bị thuế nữa thuế liên bang hoặc là thuế tiểu bang ha thì quý vị cũng nghe có nhiều hiệp hội hoặc là trong quốc hội và gần đây quý vị cũng có nghe về ông cựu tổng thống trump nói rằng là nên dẹp cái này đi đừng có thu như vậy nó bất lợi cho rất là nhiều người ha thì về những cái đề nghị như vậy thì quý vị cũng nghe có nơi đồng ý có nơi phản đối và đặc biệt có một số quý vị đang lãnh quyền lợi thì có thể là đồng ý và có thể là phản đối thì mình mới nói rằng ở đây là ai được lợi, ai bị thiệt thòi. Rồi tiền hưu trung bình là bao nhiêu vài chục năm qua ha. Mình muốn nhìn vào cái này trước. Quý vị thấy đó, cái luật mà áp dụng vào để mà thu thuế từ quyền lợi an sinh xã hội như vậy đó. Thì cái này là năm 1983 phải không quý vị? Thời điểm đó là cái quỹ tiền sinh xã hội cũng đi vào cái tình trạng cạn kiệt giống như ở thời điểm hiện tại như vậy đó thì cơ phản chỉ đến 2034. Thời điểm hiện tại thì đến đó không có còn lãnh được 100% nữa nếu mà quốc hội không cải thiện để mà làm vững mạnh cho cái quỹ tiền sinh xã hội thì lúc đó cái tiền của mình lãnh còn xuống một vòng 79 80% thôi. Đó. Thì ở thời điểm đó cũng như vậy mới đưa ra những cái luật để mà củng cố cái quỹ tiền sinh xã hội và một trong hai cái luật là quý vị thấy đó là liên quan đến áp dụng cái này nè vào cái quyền lợi sinh xã hội để mà thêm cái nguồn tiền vào cho những quý vị nào mà có những cái thu nhập cao hơn như vậy ha. Và cái khác là quý vị cũng thấy là liên quan đến tăng cái tuổi hưu chính của mình từ 65 tăng dần lên 66 rồi 67. À ha. Thì cái này đó nha. Có nhiều quý vị đồng ý là nên dẹp và có mong nhiều quý vị là đồng ý rằng là nên uh, không có đồng ý là nên dẹp ha thì tùy mình có bị ảnh hưởng hay không ha để mình lấy lại ở cái thời điểm mà cái luật này được áp dụng để cho quý vị nhìn thấy những con số uh, 1983 đưa cái luật này ra và áp dụng thu thuế từ năm 1984 ha thì đây mình lấy cái này ra là cũng là câu trả lời cho câu hỏi là tiền hưu trung bình là bao nhiêu vài chục năm qua ha. Alright. Đây là cái mức tiền hưu trung bình vài chục năm qua ha quý vị, bắt đầu từ năm 1958, lúc đó cái tiền hưu trung bình chỉ là 66 đồng 35 sen mỗi tháng thôi ha. Và thời điểm hiện tại mình lãnh năm 2024 năm nay đó thì cái tiền hưu trung bình mình đi lên đây nha là 1907 đồng mỗi tháng ha quý vị. Có nghĩa là 2023 sinh xã hội họ đưa ra 3.2% tăng được áp dụng vào năm 2024 đó thì đẩy cái tiền hưu trung bình lên là 1907 một tháng ha. Thì đây là của những năm sau năm 1958 cho đến thời điểm hiện tại ha. Thì nếu mà mình nhìn cái luật được áp dụng mà thu thế trên quyền lợi sinh xã hội đó vào năm 1984 thì quý vị sẽ thấy nó nằm ở đây cái tiền hưu trung bình đó chỉ là 460 đồng 57 sen một tháng thôi. Thưa không quý vị. Thì với cái mức thu nhập của một người độc thân mà trên 25 ngàn đó mới bị thuế như vậy đó, thì rất ít người bị. Bởi vì nếu mình lấy cái mức trung bình cái mức trung bình là 460 đồng một tháng coi như là 461 đồng một tháng ở thời điểm đó khi cái luật vừa mới áp dụng đi thì mỗi năm có 12 tháng thì cái mức trung bình lãnh ở thời điểm đó tiền hưu là 5.532 đồng rồi chỉ lấy phân nửa cái tiền của mình lãnh ở thời điểm đó thôi có nghĩa là phân nửa cái này phải không quý vị thì phân nửa cái này nó chỉ là 2766 766 với không quý vị 2766 766 đồng đó. rồi nếu mà mình độc thân thì mình bị giới hạn cái thu nhập của mình tổng thu nhập đừng có quá 25.000 đồng ở đây nè và cái đồng tiền ở thời điểm đó mà mình so với cái đồng tiền ở thời điểm hiện tại thì nó bị mất giá rất là nhiều không quý vị thì một người ở thời điểm đó có thể đi làm thêm khoảng chừng cũng gần uh, 18.000 nữa. Đó. Thì mới là trên cái mức 25.000 mới có thể bị thuế. Còn bây giờ mà quý vị thấy cái mức trung bình ở đây nè, 1.907 đồng mỗi tháng. Thì 1 năm mình lãnh mà trung bình 1.907 đồng một tháng thì một năm là bao nhiêu? 22.884 đồng cho mỗi năm. Rồi mình lấy phân nửa của cái này. Đó. Là 11.442 đồng Như vậy Đó. Thì quý vị thấy Bây giờ mà mình đi làm thêm khoảng chừng vòng vòng 10.000, 11.000 nữa là Sẽ ảnh hưởng đến Cái tiền hưu của mình lại bị thuế nữa không quý vị Và quý vị thấy là cái thời điểm hiện tại là cái đồng tiền Bị mất giá rất là nhiều ha nên có một số quý vị không có thích là cái luật này nó nên tồn tại như vậy nên là dẹp bỏ cái luật này đi. Bởi vì họ có những cái thu nhập khác mà cộng lại mà trên những cái mức như vậy thì không có lợi bởi vì tiền hưu hay là tiền sinh xã hội mình đã làm việc mình đóng thuế rồi rồi mình bây giờ lại bị như vậy nữa ha. Có nhiều quý vị thì muốn rằng là cái luật này dẹp bỏ hoặc là nếu không dẹp bỏ thì nên điều chỉnh. Có nghĩa là điều chỉnh nó theo cái mức lạm phát mà an sinh xã hội à, đưa ra cái tiền tăng hàng năm như quý vị thấy là năm nay họ đưa ra cái phần tiền tăng là bao nhiêu là 3.2 phần trăm năm rồi là 8.7 năm trước nữa là 5.9 vân vân thì cái 25.000 đồng giới hạn à, mình dùng con số 25.000 đồng làm ví dụ thôi quý vị ở đây thì có những con số khác nữa thì nói chung là những cái này đó thì cũng nên được cộng vào để mà tăng thêm có nghĩa 25 000 đồng này phải được tăng điều chỉnh lại để mà tăng nó lên ở cái mức cao hơn cho hợp với cái đồng tiền ở thời điểm hiện tại như vậy đó thì mình có những cái thu nhập khác nữa thì nó lại ít bị ảnh hưởng hơn là là để nó nguyên như vậy ha có nghĩa là nó phải đi đồng bộ với cái sự điều chỉnh chi phí sinh hoạt lạm phát hàng năm mà xã hội đưa ra thì cái này cũng được điều chỉnh theo cái lạm phát luôn thông qua cái chỉ cái, cái, cái phần trăm của cái 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 và cái khô là hàng năm ví dụ như là 3.2 phần trăm mà sinh xã hội đưa ra uh, năm rồi vân vân thì như vậy thì nó công bằng hơn còn giữ nguyên như vậy hoài đó thì nó đã không có công bằng nữa. Thì đây là một trong những điểm mà quý vị thấy nếu mà nhìn vào mà mình bị ảnh hưởng thì nó không có công bằng gì mấy. À, nhiều cái khác mà quý vị cũng nghe thường kêu gọi là về SSI đi. Ví dụ những sự giới hạn tài sản nằm ở cái mức 2.000 đồng. Sorry. Cho độc thân 3.000 đồng cho đôi vợ chồng. Mà hàng năm anh xã hội đưa ra cái phần tiền tăng mà họ không bao giờ tăng cái 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 này. Dựa theo cái mức lạm phát hết vẫn giữ nguyên như vậy. À. Nên khi mà họ không tăng cái này thì khi mình lãnh thu mình có thu nhập thấp và mới cái mức uh, lạm phát của nhiều năm đẩy đến cái đồng tiền bị mất giá chi phí sinh hoạt ở cuộc sống lại cao thì mình có thể là mình cần đi làm thêm để mà có thu nhập để mà đắp vào với cái tiền hưu mình lãnh để mà trang trải những chi phí mình có mà cái này nó nằm ở những con số như vậy hoài thì lại ảnh hưởng đến cái tiền hưu của mình có nghĩa là mình đi làm thêm thì mình có thể bị phạt như vậy à, giảm đi cái tiền hưu của mình rồi một số vị lãnh tiền hưu non là lại bị uh, uh, không có lãnh một trăm phần trăm nữa cái tiền hưu của mình bị giảm đó hả quý vị tuy nhiên cái này đó thì có nhiều quý vị phản đối là tại sao là tại vì nó ảnh hưởng đến cái quỹ tiền an sinh xã hội nếu mà dẹp bỏ cái này thì lại ảnh hưởng đến cái quỹ tiền an sinh xã hội. Như quý vị thấy là an sinh xã hội hiện thời bây giờ tình trạng quý vị cũng là nghe rất là thường bởi đề tài này là sẽ cạn kiệt không có còn đủ để mà chi trả cho những quý vị nào mà lãnh tiền hưu hay là lãnh theo hoặc là tiền góp phụ vân vân nữa không có còn đủ lãnh trăm phần trăm còn xuống vòng vòng 79 80 phần trăm ở thời điểm vòng vòng 90 năm nữa 2034 thôi nè Thì đó Hiện thời bây giờ Cái tiền vào cái quỹ an sinh xã hội Là quý vị thấy Còn Một phần đó Là liên quan đến cái phần thu thuế này nữa nè Thu thuế từ Những quý vị lãnh quyền lợi an sinh xã hội Mà phải đóng thuế nữa Thì mới có thể Dẫn đến Năm 2034 Yeah. có nghĩa là hiện thời những vị làm việc và đóng thuế Đó. rồi tiền còn dư ở trong quỹ rồi cộng với những cái tiền chẳng hạn như là mình lãnh tiền hưu rồi mình phải bị thuế thuế vào cái quyền lợi của mình thì có ba cái này mới có thể kéo dài đến 2034 nếu dẹp bỏ một cái này đi hoặc là thu ít thì nó không có thể kéo dài đến 2034 và quý vị cũng thấy là có một số nơi họ ước lượng rằng đó nếu mà dẹp bỏ cái thu thuế này không có còn thu thuế chi một lợi xã hội nữa là sẽ dẫn đến cái tiền mau à, bị cạn kiệt hơn là 2034 có thể là còn 2033 hoặc à, là 32 thôi thì nó sẽ bị thụt lại một năm một năm rưỡi hoặc là một hai năm sớm hơn là bị cạn kiệt đó. thì lúc đầu thì họ đưa cái luật này vào, như nãy mình nói là năm 1983 họ ấn cái luật này ra và ấn hành. À, cái luật này là 1983 rồi được thực hiện từ năm 1984. Để mà có thêm nguồn tiền vào cái quỹ an sinh xã hội mà bây giờ cái quỹ an sinh xã hội cũng trăm tỉ tiền trình trạng mà sẽ cạn kiệt trong tương lai thì rất là khó mà họ dẹp bỏ cái luật này ha quý vị. Không biết là sẽ điều chỉnh cái mức để cho nó cao hơn những con số 25.000 hay là 34.000, họ có nhìn vào trong tương lai để mà nâng cái này lên hay không? Ha. Nhưng mà dẹp bỏ thì có thể là sẽ không xảy ra. ha Nên khi mà quý vị nghe về cái đề tài là ngừng thu thuế an sinh xã hội, thuế vào nguồn lợi an sinh xã hội đó, ai được, ai có lợi, ai bị thiệt thòi? Và quý vị thấy có một số quý vị đồng ý, còn số quý vị không đồng ý bởi vì vài lý do mà nãy giờ mình chia sẻ đây quý vị hy vọng rằng là trong tương lai gần thì họ có thể đưa ra cái giải pháp nào mà nó tốt đẹp hơn để mà có thể củng cố cái quyển sinh xã hội và đồng thời có thể nếu không dẹp bỏ cái này thì nâng cao lên hơn một tí cho những quý vị mà lãnh tiền hưu ở tuổi ví dụ như lãnh tiền hưu ở tuổi cao niên rồi cái tiền phần tiền hưu đó mình không có đủ để mà chi trả những chi phí rồi mình đi làm thêm thì mình lại bị khấu trừ bớt bởi vì mình phải đóng thuế này nữa thì nó không có công bằng gì mấy ha có gì mình sẽ trả lời những video sau chào quý vị